Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh bên Đặng Tín Nauru ngày hôm nay. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay bên Đặng Tín Nauru xin giới thiệu anh em và cũng xả cho các bác một dòng mic có dây rất cao cấp đến thương hiệu của B&B, hàng xịn luôn. Thì đây là một lô mic mà em lấy được hàng thanh lý công ty của B&B nhá. Số lượng có rất ít thôi. Và cái giá trị con này rất là cao. Anh em phải hiểu cái bộ mic B&B này rất là cao luôn nhá. Đây là dòng mic B&B chính hãng luôn. Đấy, một chiếc mic dây cao cấp nhá. Thực sự tay nó quá đẳng cấp luôn. Model LK600, một model rất cao cấp của mic dây B&B. Thì thương hiệu B&B chắc không lạ lẫm quá rồi, một thương hiệu rất nổi tiếng từ Nhật Bản, loa B&B, đẩy B&B và mic B&B đây. Ok, các bạn hãy ủng hộ một like nhá. Một bác vào theo dõi video ủng hộ một like và nhớ đăng ký kênh cho em. Và đây là hàng thực sự với anh em là hàng thanh lý tồn kho, hàng rất là ít thôi, có rất ít thôi. Và với một mức giá em bán bác giá cực kỳ sốc. Và chất âm của dòng mic này em bao hay tại các bác, có loại mic không dây 2-3 triệu trên thị trường không thể hay bằng chiếc mic dây luôn. Thực sự chiếc mic dây này tiếng đủ dài và nó rất hay, hàng xịn luôn, cầm rất nặng nha, toàn bộ là tay lốc kim loại, cầm càng sờ nó càng bóng và cầm rất là nặng luôn. Đây thì cho anh em xem hàng là còn nguyên hộp đây cho nó xem nhá. Tất cả hàng này em lấy còn nguyên hộp như này. Con này ngoài thị trường nó bán gần 2 triệu một chiếc, thực sự các bác là giá cực kỳ cao. Đây đó, nhìn nó xịn từ cái hộp luôn. Và bên trong đây dây mic xịn của B&B nhá, anh em nhìn dây mic này xịn từ cái rắc luôn. Anh em mà hát mic dây thì nó rất đẳng cấp rồi. Thực sự anh em hát mic dây B&B này quá chất luôn. Đây, từ cái dây mic rất là xịn xò, dây dài 5 mét nhá. Thoải mái luôn. Và tay mic đây. Phải nó rất là đầm và nặng luôn. Đây, phải nó rất là đầm và nặng luôn. Đó, tay mic nó cầm rất là nặng luôn. Đấy. Nó rất là đầm luôn, tay quá đẹp luôn. Model là Pro LK600 nhá. Mọi nhìn tay này. Xuất sắc không? Hàng này thì quá xuất sắc rồi, em nói luôn là hàng này thì quá xuất sắc rồi. Đấy. Được chưa? Rất là đẹp. Và đây, em cho anh em xem cái cool mic và sẽ alo bác nghe tiếng mic và báo giá luôn cho em cái dòng mic này. Với mức giá tốt nhất chưa từng có luôn. Bác nhìn cổ mic cho em. Rồi. Nói chung thì hàng xịn nó vẫn có giá trị hàng xịn nhá. Bác nhìn từ cái cổ mic này. Quá đẹp đúng không? Bác nhìn cái cổ mic này, quá chất lượng luôn. Đây. Bác nhìn kỹ cho em cái củ mic nhá. Nói chung là hàng xịn thì bác nhìn này, từ những củ này đến tay này. Rồi em sẽ alo cho bác nghe cái tiếng mic của dòng mic dây cao cấp này. Đây, bác nghe tiếng mic này. 1 2 5 6 7 lên 1 2 đi bao la vàng đường hiểu tình cũ. 5 6 7 lên 1 2. Bác nghe tiếng mic cho em, một tiếng mic cực kỳ dày đủ 3 dải. Đây là một cái mic phải nói chất âm nó quá tuyệt vời, hàng xịn của B&B. Được chưa, bác nghe tiếng mic đây. 1 2 3 4 5 6 7 lên 1 2 3 4 5 6 7. Và tất cả các mua hàng bên em được nhận hàng kiểm tra thanh toán, nếu không hay giả lại em luôn. Đây là một điều tất cả cam kết luôn. Một chiếc mic dây rất cao cấp đến từ B&B. Đấy một điều dám cam kết là có được nhận hàng này, kiểm tra thanh toán, nếu không hay không chuẩn giả lại em tí luôn, không mất đồng tiền nào cả. 6 7 lên 1 2 3 4 5 6 7 đi 1 2 đi 1 2. Em xin báo giá luôn bác ngày hôm nay. Giá hiện nay trên trường bác lên mạng search một mic dây LK600 này, người ta bán là gần 2 triệu một chiếc. Nhưng ngày hôm nay em lấy được một ít thôi. Thực sự đây hàng tồn kho còn rất ít của bên công ty thôi. Em bán bác 500.000 một chiếc. 500.000 một chiếc mic dây bao cao cấp này, bác là chốt nhắn tin cho em chốt mic B&B. Bác lấy hai cái ghi rõ chốt hai mic B&B, còn bác lấy một cái nhắn tin cho em. Chốt mic B&B cho em 500.000 một chiếc. 500.000 một chiếc, bác nào chốt cứ nhắn tin qua số em 0916 957 88, chốt mic B&B cho em. 500.000 một chiếc nha, bao ship bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải là cọc. Chốt mic B&B cho em 500.000 một chiếc. Một dòng mic phải nói quá đẳng cấp của B&B nha, anh em lưu ý nha. Quá đẳng cấp luôn, cẩm nó rất là nặng luôn. Đây. Chốt mic B&B 500.000 một chiếc, tất cả một hộp là một chiếc nha. Có được nhận hàng kiểm tra thanh toán, alo tiếng mic, nếu không hay giả em tín, được chưa? Chốt mic B&B cho em 500.000 một chiếc. Đây. Từ của mic này bác nhìn cho em này. Nó đẹp, nó chất từ những củ mic này luôn. Nên bác nhìn hàng xịn thì nó vẫn khác đúng không? Chốt mic B&B cho em 500.000. 500.000 một chiếc, em bao ship 500.000 một chiếc. Đấy, 500.000 một chiếc, bác nào lấy nhắn tin cho em chốt mic B&B nha. Chốt mic B&B. Đấy, 500.000 thôi. 500.000 một chiếc, quá đẹp. B&B xịn luôn nhá, hàng xịn cho anh em luôn. Chốt mic B&B cho em 500.000 một chiếc. Đấy, 500.000 một chiếc, bác lấy nhắn tin ngay cho em chốt mic B&B cho em. Bao lấy 2 chiếc hoặc 3 chiếc thì cứ nhắn tin cho em. Còn bác là lấy 1 chiếc thì gần nghĩa cho mic B&B thôi. Đấy, 500.000 một chiếc, bác nhìn này.
Nói chung là hàng xịn thì nó luôn có một cái giá trị của hàng xịn, nhìn nó rất là đẹp luôn. Và chất âm thì bao hay, các bác được nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá, 500.000 một chiếc thôi. Bao ship tận nơi các bác, bao nào chốt thì nhắn tin ngay cho em nhá, nhắn tin ngay cho em đặng tín nhá. Cho mic BB cho em 500.000 một chiếc nhá.